Quang Vũ xin chào cả nhà mình nha. Ngày hôm nay Vũ quay trở lại đây nhà của hai mẹ con em Nhân cả nhà. Đây là cái con đường mà vào nhà em Nhân nè, con đường rất là khó đi luôn nha. Đường này trời mưa thì chỉ có đi bộ mà thôi chứ không bao giờ chạy xe được. Nhưng mà nhà em ấy thì nằm sâu tận ở trong đồng là như thế này. Trong cái video vừa rồi á, Vũ có đi khám bệnh cho em Nhân thì được một kết quả 50% là lành tính, thì cũng chúc mừng cho em ấy. Và còn kết quả sau này á, thì còn vài ngày nữa thì mới đi lấy, thì mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với hai mẹ con. Thì chắc chắn rằng cái video này rất là nhiều những quý mạnh thường quân cũng như là cô chú anh chị đang ngóng chờ và xem sức khỏe của em ấy như thế nào. Và ngày hôm nay là chính thức Vũ trao tiền mạnh thường quân luôn nha. Vũ xin mời cả nhà. Xin chào toàn thể cả nhà. Thì ngày hôm nay Vũ quay trở lại đây nhà của em Nhân. Thì trong những thời gian vừa qua, Vũ nhận rất là nhiều những cái tình thương từ cộng đồng mạng cũng như là quý mạnh thường quân trong và ngoài nước rất là nhiều. Ngày hôm nay Vũ trở lại đây thì có những cái nhiều điều bất ngờ đến với em Nhân và hỏi thăm sức khỏe của em Nhân là trong những ngày qua đi khám bệnh như thế nào nghe cả nhà. Vũ xin mời cả nhà mình nha. Chào anh Vũ, chào cưng nha. Dạ, anh chào anh ạ. Ngồi xuống đi cưng. Anh Vũ gãi này nha. Rồi trong mấy ngày qua đó rồi sức khỏe là sao, như thế nào rồi? Dạ em đỡ rất nhiều nhờ uống thuốc. Đỡ nhiều ha. Dạ. Nó còn đau nhức nhiều không? Cũng có nhưng mà ít hơn trước đi khám. Thấy cái tình trạng uống thuốc đó mình thấy những cái chỗ đó là như thế nào rồi? Nó giống như lúc trước là nó bị ấy đỏ, bây giờ nó cũng hơi bớt lại xíu. Nó hơi bớt rồi ha. Dạ. Nó hơi bớt rồi, bây giờ nó nghe nói là anh nghe nói là thuốc đó là bác sĩ cho uống để gom mủ cái gì mà. Dạ, đúng không? Rồi, lúc trước thì nó không có mủ nhiều, bây giờ uống cái này là mủ ra rất là nhiều. Giống như là nó gom lại để nó đào thải ba cái đó ra đúng không? Dạ. Thì mình còn lại cái một cái xét nghiệm còn mấy ngày nữa là mình đi lấy kết quả đó đúng không? Dạ đúng rồi. Thì mấy ngày nay về ăn uống gì được không? Dạ cũng được. Cảm thấy mình vui không Nhân? Nói cho anh nghe. Dạ không? Lúc trước thì mà chưa có mạnh thường quân biết thì em thì cũng mẹ con cũng buồn, không có gì ăn uống. Tới nhờ anh Vũ quay thì mạnh thường quân biết, thì nhờ vậy mạnh thường quân cho người cho này gạo, cho tiền, cho sữa thì cũng vui. Trước giờ cũng đâu có ai giúp cho em, giờ em rất là vui. Để tổng cho anh Vũ nghe thử coi, sữa anh nhìn Vũ thấy là sữa nhiều lắm, hết bao nhiêu thùng sữa? Cỡ mười mấy thùng. Mười mấy thùng luôn. Dạ. Rất là vui nghe quý vị. Có nghĩa là em Nhân trước đây thì không ai biết đến và cũng không ai quan tâm cả. Nói chung là em Nhân là sống trong một cái môi trường chẳng có ai quan tâm đó. Thì từ khi Vũ xuất hiện cho nên là mới chạm vào rất là nhiều những tình thương đó, những cái tình thương ở lối xóm ở đây nè, những bà con ở xã mình nữa đúng không? Dạ. Mười mấy thùng sữa luôn, bao nhiêu gạo? Gạo cũng cỡ hơn 100 kg. Ăn chừng nào cho hết, hai mẹ con ăn chừng nào cho hết hả? Không biết. Sữa này uống á, quý vị ơi, bây giờ về sữa uống bây giờ đó là uống, nếu mà không hết nó sẽ hết hàng sử dụng á. Những cái bịch sữa như thế này á, để anh Vũ coi coi, nó có thời hạn đến 2025 mà. Đúng rồi, tới tháng 2 2025 lận. Mình nay là tháng 8 rồi, tháng gần tới tháng 9 rồi. Dạ. Là nó chỉ sử dụng được 4-5 tháng thôi. Mười mấy thùng sữa ngay cả nhà, gần 100 kg gạo, rồi bao nhiêu thùng mì? 4-5 thùng. Nè, chắc ăn mì thay cơm luôn quá. Trừ hết mì rồi mới tới qua gạo. Dạ. Rồi, nào nay mình thấy mình sống ở trong cái tình thương của cộng đồng, mình sống trong cái tình thương của lối xóm đó. Rồi đôi khi mình có suy nghĩ về cái bản thân mình mà nằm trong cái sự lo lắng quan tâm nhiều đến như vậy không? Dạ lúc trước thì em chưa có ai quan tâm đến, thì tới gặp anh Vũ quay thì mới cộng đồng mạng với mạnh thường quân mới biết tới em, quan tâm em rất là vui. Và hầu như là khi mà anh Vũ đăng video lên đó. Dạ. Thì nó rất là nhiều những cái tình thương mà vừa là ủng hộ tiền nè. Dạ. Sữa nè, rồi nào là những lời động viên nè. Dạ. Đúng không? Dạ. Hầu như là cái gì cũng quý cả. Dạ. Bây giờ vô thấy là gạo mì đã quá trời luôn cả nhà. Có sữa hộp nữa không? Dạ có. Ôi, nước tương nước mắm gì nhiều lắm hả? Dạ có nhiều đó. Hai ba chai, ba bốn chai kìa. Dạ.
Rồi mình ở đây không có điện hết cưng. Dạ lúc trước em ở đây thì có điện mà bây giờ rút về bên nhà ngoại hết rồi. Có nghĩa là rút điện về ngoại hết trơn rồi. Dạ. Ở đây là tối mẹ con ngủ thầm thôi. Dạ. Thấy con cá gà thấy có sữa rồi uống đầy đủ thấy cũng vui ha. Dạ. Có cảm ơn gì chồng mình không? Dạ. Cảm ơn vì tại vì nó lạnh lùng với mình á, mình mới được tình thương của cộng đồng á. Ừ? Nó có gì đó để cảm ơn đâu, nó bỏ rơi mẹ con em mà. Cũng phải cảm ơn nó chứ, cảm ơn vì một trái tim lạnh mà. Còn nếu như mà nó không lạnh với mình thì mình đâu có chạm vào tình thương nhiều đến như vậy. Dạ. Bây giờ cho anh Vũ hỏi coi, từ lúc mà ở với chồng đó. Dạ. Rồi lúc trước thì em kể với anh là về bên chồng ở mấy ngày? Cũng cỡ tuần gần 10 ngày đó, em không nhớ chính xác. Ừ. Mà từ 10 ngày trở xuống. Là từ hồi mình ở với chồng mình là ở rồi tới thời điểm mà chồng mình bỏ rơi luôn là ở bên chồng cỡ khoảng gần 10 ngày, nói chung. Dạ. Vậy đó ha. Dạ. Em ngủ ở nhà cũng cái nhà đó không có cho em vô ngủ đâu. Ừ. Ngủ cái túp lều sao à. Cái túp lều đó là cái túp lều gì? Cái người ta nhà nó có vuông tôm á. Ừ. Muốn xây để coi tôm vậy đó. Vậy là suốt thời gian gần 10 ngày là chỉ ngủ ở ngoài chứ không được ngủ trong nhà. Dạ. Hôm nay là anh Vũ trở lại đây vừa hỏi thăm sức khỏe cưng. Dạ. Thì anh Vũ bên cạnh đó thì anh Vũ cũng có một số tiền của Mạnh Thường Quân là hỗ trợ cho cưng từ lúc mà anh đăng tải video tới ngày hôm nay. Dạ. Và anh đã đóng cái danh sách ngày hôm qua lại rồi. Dạ. Tất cả những cô chú anh chị nào mà trước đó xin số tài khoản của Hoàng Vũ á để hỗ trợ tiền sữa, tiền khám bệnh cho hai mẹ con của em Nhân á thì Vũ xin nhường lại. Những anh chị nào mà chưa có chuyển khoản cho Vũ đó, thì Vũ sẽ nhường lại cho những hoàn cảnh khác nha cả nhà. Và Vũ cũng đã đóng cái số tài khoản lại ngày hôm qua rồi, Vũ không có nhận nữa. Từ hổm gài đó khi mà anh Vũ đăng tải video đó. Dạ. Những anh chị nè. Dạ. Rồi lối xóm đó cũng như là ở những cái xa xa những cái khu vực đây nè. Dạ. Những nhà hảo tâm đồ lại đó, những đứa em hoặc là những người anh, những người chị, những người cô lại thương hai mẹ con rồi. Dạ. Có cho được số tiền là bao nhiêu không? Dạ cũng có 40 mấy. Cả 40 mấy triệu. Dạ. Cả 40 mấy triệu đó cả nhà. Thì Vũ sẽ thay mặt em Nhân ở đây cảm ơn tất cả những quý nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, và cảm ơn nhiều nhất là các em gái, các chị và các cô đã tới đây ghi hình và hỗ trợ cho em Nhân rất là nhiều. Vũ xin cảm ơn rất là nhiều nha. Hôm nay có đủ giữ tinh thần để anh Vũ trao số tiền không? Dạ, trước giờ em chưa có cầm số tiền lớn gì hết. Trước giờ chưa cầm số tiền lớn đến như vậy luôn? Dạ. Lúc trước mình đi làm đó, mình làm công ty chắc có cầm số tiền lớn mà. Dạ, 4-5 triệu thì có. 4-5 triệu hả? Dạ, một tháng. Còn từ hồi mà có chồng tới giờ là không có luôn? Dạ không. Ngồi xích vào đó thôi. Hôm nay thì Vũ sẽ đem những cái số tiền mà quý mạnh thường quân đã hỗ trợ trong những ngày qua cho em Nhân nha cả nhà. Đó thì tất cả những danh sách quý mạnh thường quân đó, thì Vũ sẽ đọc ở trên này. Vũ sẽ đọc trên này nha. Còn cô bác hay anh chị nào mà cảm thấy không có tên mình ở trong đó thì cứ nhắn tin lại cho Hoàng Vũ nha. Quá trời hầm luôn á cả nhà. Chứ có quạt, có điện đài gì không đâu. Không có điện đài mà không có quạt, không có gì hết trơn. Rất là hầm luôn. Vũ đổ mồ hôi chân nãy giờ. Như vậy rồi chỉ có giấc tối là hai mẹ con ngủ nó mát mát tí thôi, chứ ban ngày là đâu có ở trong này đâu. Không được, ở ngoài kia gốc cây không à. Ra ngoài cái gốc cây á, cái gốc đường hồi nãy anh thấy đó phải không? Dạ. Hồi bây giờ mình đi ra kiếm cái gốc dừa hay chỗ nào mình ngồi cho nó mát đi ha. Dạ. Ha, đi đi. Số tiền của em Nhân lên đến bao nhiêu, Vũ sẽ công khai minh bạch ở phía sau video kế tiếp nha cả nhà. Rồi, ngồi đây mát nè. Thôi thoải mái tinh thần rồi đó. Ok hơn ở trong rồi đó ha. Ngon lành cành đào. Rõ không? Thấy đủ ánh sáng không? Thì ngày hôm nay là anh đọc hết tất cả những danh sách mạnh thường quân ủng hộ cho cưng trong những ngày qua ha.
Và sau đây là danh sách là Hoàng Vũ đọc lên nghe cả nhà. Rồi nếu mà có sơ sót hay là có những anh chị nào mà không có tên trong danh sách á, thì anh chị hãy nhắn tin cho Hoàng Vũ nha. Thì trong những ngày qua thì anh Vũ nhận một số mạnh thường quân là như sau: cô Hoa 500.000, chị Huệ ở quận 4 thành phố Hồ Chí Minh 200.000, chị Nguyễn Thị Hạnh 200.000, em Nguyễn Bùi 300.000, em Nguyễn Thị Hồng Thắm 300.000, chị Lâm ở Buôn Mê Thuột 200.000, em Mười ở Hà Tiên Kiên Giang là 500.000, em Dâu Tây thành phố Hồ Chí Minh 700.000, hai mạnh thường quân giấu tên bên Singapore là 1.000.000, em Như Ngọc ở Cà Mau 200.000, chị Hiền ở Bình Tân Sài Gòn 200.000, Ngọc Liễu ở Đồng Nai 1.000.000 đồng, chị Nguyễn Thị Hà ở Biên Hòa Đồng Nai là 200.000 đồng, em Nguyễn Thị Phượng ở Tân Phú Đông Tiền Giang 300.000, em Ái Nhi ở Tân Châu An Giang 200.000, em Kim Hương ở Bình Định 200.000, chị Kim Loan 200.000, em Nhi ở An Giang 500.000, em Tuyết Nhi ở Mỹ Tú Sóc Trăng 500.000, em Đinh Trúc Linh ở bên TikTok 1.000.000 đồng, em Tú Nguyễn ở Bạc Liêu là 500.000, em Thu Hương ở Bình Dương 200.000, chị Lê Thị Thanh Thủy ở thành phố Hồ Chí Minh là 500.000, chị Phạm Hương ở Đài Loan 400.000, chị Lê Na ở thành phố Hồ Chí Minh là 300.000, chị Ngọc Hương và anh Tâm ở thành phố Hồ Chí Minh 1.000.000 đồng, em Trần Thị Lợi 200.000, chị Nguyễn Thị Úc 500.000, anh Lượng ở Kiên Giang 400.000, em Ngọc Vàng ở Nhân Trạch 200.000, anh Hồ Văn Hải 100.000 đồng, bạn Lâm Thanh Tuyền, bạn Lâm Thanh Quyền 200.000 đồng, em gái giấu tên 1.006.000 đồng, em Vô Thường ở Hàn Quốc 1.000.000 đồng, em gái giấu tên bên Hàn Quốc là 3.200.000 đồng, em Cẩm Thu ở Phước Long 300.000 đồng, chị Võ Thị Hồng Đào 500.000 đồng, chị Nina Tô ở bên Facebook 1.000.000 đồng, Facebook em Trinh ở bên Malaysia là 567.000 đồng, em Nguyễn Quy Phương 100.000 đồng, em Thanh Thơ 300.000 đồng, em Võ Thị Quyên ở Trà Vinh 200.000 đồng, em gái giấu tên ở Sóc Trăng 200.000 đồng, em Ngô Thị Dương 200.000 đồng, em Đoàn Thị Thoa ở Bắc Ninh 1.000.000 đồng, chị Nguyễn Thị Mai Lan 200.000 đồng, em trai Đặng Thế Phong 300.000 đồng, chị Dương Thị Minh Hà 300.000 đồng, Facebook em Ngọc Đắng 200.000 đồng, chị gái giấu tên bên Hàn Quốc 2.000.000 đồng, Nguyễn Thị Mỹ Châu 1.000.000 đồng, em trai Triệu Thanh Vũ 500.000 đồng, em Trần Dân ở bên Malaysia 3.000.000 đồng, em gái giấu tên ở Vũng Tàu 500.000 đồng, em gái Cao Thị Điện ở bên nước ngoài gửi về 10.000.000 đồng, Nguyễn Thị Thu Trang ở Hà Nội 500.000 đồng, 5 người bạn của chị Trúc Lê là 1.500.000 đồng, chị Thơm ở Úc 1.000.000 đồng, chị Nguyệt ở Long An 600.000 đồng, em Thoảng ở Cà Mau 200.000 đồng, em Nguyễn Thị Tuyết Nhi 100.000 đồng, bạn Lâm Sang 100.000 đồng, bạn Trần Kim Vi 200.000 đồng, chị Jenny cộng với anh John ở Mỹ 2.456.000 đồng, em Tuyết Sương ở Hàn Quốc 1.000.000 đồng, em Tấn Tài ở Kiên Giang 500.000 đồng, em Đào Thị Thúy Loan 300.000 đồng, bạn Diệp Giáo Học ở Tây Ninh 1.000.000 đồng, chú Tư Tân 390.000 đồng, em Lê Nguyệt là 500.000 đồng, em Nguyễn Hoài 200.000 đồng, em Lê Út Nhỏ 500.000 đồng, chị gái giấu tên bên Zalo 1.000.000 đồng, em Phạm Hoàng Kha 100.000 đồng, em gái giấu tên 1.000.000 đồng, nhóm bạn của chị Liên Trần ở bên Mỹ gửi về 2.000.000 đồng, em Trần Thị Hiệp 500.000 đồng, em gái giấu tên 100.000 đồng, em Nguyễn Hoàng Nhanh 300.000 đồng, em Võ Quyền Trang 200.000 đồng, chị Trang Hoàng ở bên Mỹ gửi về 200 đô, anh đổi ra là 5.060.000 đồng, chị Trương Thị Mỹ Tho gửi về 100 đô, anh đổi ra được 2.520.000 đồng, em Trần Quyền Trang 300.000 đồng, em Wendy Vũ ở bên Mỹ gửi về 6.500.000 đồng, em Trần Trang 500.000 đồng, em Thiên Phú 200.000 đồng, chị Phạm Ngọc Thanh ở Đài Loan gửi về 1.000.000.
bạn Dũng Duyên ở Vĩnh Châu 300.000 đồng, Facebook Trần Bảo Hoàng 1 triệu đồng. Chị Diệp Thúy lao động ở bên Nga gửi về 500.000 đồng, em Đinh Thị Hương 500.000 đồng, chị Cao Thị Thúy Nga 500.000 đồng, bạn Thạch Ve 500.000 đồng, bạn An ở Vĩnh Long 500.000 đồng, anh Trần Văn Bạc 200.000 đồng, em Trương Hà My 100.000 đồng, em Thạch Sang 200.000 đồng, em Lý Thị Ngọc Hằng 300.000 đồng, em Vinh 300.000 đồng, em Trần Thị Kim Yến 200.000 đồng, anh Nguyễn Văn Long 500.000 đồng, em Trần Cẩm Như 200.000 đồng, chị Nguyễn Thị Tiết Lan 300.000 đồng, anh Phạm Văn Tấn Tuấn Em 300.000 đồng, chị Đoàn Thị Quyền Phương 1.500.000 đồng, em Trương Thị Mỹ 100.000 đồng, em Võ Thị Thùy Dung 1.500.000 đồng, em trai Tiến Hoàng 500.000 đồng, chị Kim Châu ở bên Úc 1.000.000 đồng, anh Võ Hoàng Duy Phương gửi về 100 USD, anh đổi ra được 2.533.000 đồng, em Kim Tỏ 200.000 đồng, Facebook chị Tuyết ở Long Khánh 300.000 đồng, em Lê Thị Tuyết Dung 200.000 đồng, Lâm Thị Thu Thủy 200.000 đồng, Phan Thị Thế Mỹ ở Trà Vinh 200.000 đồng, em Nhung ở Bình Dương 500.000 đồng, cô Selena For ở Mỹ 5.000.000 đồng, em Trần Thị Tú Trinh 500.000 đồng. Và em có đoán được cái số tiền mình lên tới bao nhiêu không? Dạ không, nghe đọc thôi. Chỉ nghe đọc thôi. Là hầu như là rất là nhiều những quý mạnh thường quân đúng không? Dạ. Ở trong đó là Vũ nhận được 118 nhà hảo tâm mạnh thường quân nghe cả nhà, 118 người. Từ hồi xưa tới giờ được đâu có sự quan tâm nhiều đến như vậy đúng không? Dạ không. Trước khi anh công bố cái số tiền ra thì em có lời nào em nói với quý mạnh thường quân không? Dạ em cảm ơn mấy mạnh thường quân trong và ngoài nước gần xa đã giúp đỡ cho mẹ em, con em rất là nhiều ạ. Em xin cảm ơn ạ. Cái số tiền mà Hoàng Vũ nhận cho em Nhân là số tiền là lên tới là 92.786.000 đồng nha cả nhà. Cái số tiền cực kỳ lớn. Cái số tiền nằm tới cái trị giá là 92.000.000. Hoàng Vũ không ngờ là trong thời gian mà Hoàng Vũ đăng tải video đó cả nhà, lại chạm vào rất là nhiều những tình thương đến như vậy. Thì số tiền là 92.786.000 đồng. Hôm bữa đi khám bệnh đó, dạ, thì anh Vũ có trích ra 5.000.000 đồng tiền để khám bệnh với tiền xe cho cưng rồi đúng không? Dạ. Cái số tiền đó thì anh cũng đã minh bạch ở trên video rồi. Dạ. Thì 92.786.000 đồng trừ ra 5.000.000 thì còn lại 87.786.000 đồng. Dạ. Rồi em lấy tiền đây anh ơi. Lấy bút cái này. Chờ treo chỗ xe kìa. Cái số tiền mà anh Vũ không ngờ luôn á trời. Tiền nằm ở ngoài đấy phải không? Nằm ngoài đó. Và trên tay của Hoàng Vũ đang cầm ở đây là 92.786.000 đồng nha cả nhà. Thì trừ ra 5.000.000 tiền bữa đi khám bệnh đó thì còn lại 87.000.000. Còn lại là 87.786.000 đồng. Giờ em đếm giùm anh nha. Không biết đếm. Hả? Không biết đếm. Rồi lỡ anh Vũ trao thiếu rồi sao? Cũng phải đếm chứ, minh bạch đâu đó rõ ràng. Bây giờ một cọc như vậy là 20.000.000. Đây là 20. 40.
60. Đây là 60 triệu. Đó. Đếm đi. Em chưa từng đếm số tiền lớn nha em. Thì giờ ngồi tập đếm đi. Tiền này của mình mà. Anh Vũ đưa sao em nhận vậy? Không không, khi anh Vũ đưa thiếu không được. Bậy không à. Nè đếm đi cưng. Không biết đếm luôn á. Đếm bao nhiêu tờ rồi nhân lên. Đếm lớn lên đếm cho bà con nghe. Bốn, năm, bảy, lớn lên, tám, ừ, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, chín, hai chục, hai mươi mốt, hai mươi hai, hai mươi ba, hai mươi bốn, hai mươi lăm, hai mươi sáu, hai mươi bảy, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 100 tờ là nhiêu? Không biết nữa. Tội nghiệp em kìa. Có nghĩa là một tiền này dù lấy trong ngân hàng ra thì chắc chắn rằng là nó không thiếu rồi. 100 tờ như thế này, 100 tờ 200 nghìn thì nó ra 20 triệu. Ha. Bây giờ 20 nè, 40 nè, 60 nè, ở đây 20 triệu nữa. Dạ. Là 80 nha. Đây là 80 nè. Dạ. 87 ngàn, ở 87 triệu 786 ngàn. Là ở đây là còn 7 triệu 786 nghìn đồng nữa. Dạ. À. Một triệu nè, hai triệu nè, ba triệu nè, bốn triệu nè, năm triệu nè, sáu triệu nè, bảy triệu nè, 786.000 đồng. 700 nè. 86.000 đồng nè. Đúng không? Đây, 86.000 đồng là đủ ha. Là toàn bộ cả nhà. Hôm nay là Hoàng Vũ đã trao hết toàn bộ những cái số tiền mà quý mạnh thường quân từ trong từ ngoài nước yêu thương đến em nhân ở đây gửi về cho Hoàng Vũ là 92 triệu 786 nghìn đồng. Cái ngày mà Vũ đi khám bệnh cho em nhân là đã đưa trước cho em nhân là 5 triệu đồng và trừ ra 5 triệu đồng đó và hiện tại lúc này là Vũ đang trao tiền mặt cho em nhân là 87 triệu 786 nghìn đồng. Và em có dự định gì được cái số tiền này không? Số tiền này em để làm sao làm gì? Để dành nuôi con đi khám bệnh hay là số tiền này em để dùng vì mục đích gì? Dạ em để khám bệnh với để còn dư thì em để nuôi con em sau này. Từ lúc đầu video tới giờ, cả nhà mình có thấy là sắc mặt của em nhân cũng như là cái ánh mắt không cả nhà? Ánh mắt của em ấy nhìn xung quanh rất là nhiều giống như đang lo sợ một cái vấn đề gì đó. Và em nên nhớ rằng tất cả những số tiền này là những số tiền của quý mạnh thường quân đặt hết lòng tin vào cho em, cho hai mẹ con. Và cái số tiền này thì anh Vũ mong rằng sẽ sử dụng đúng cái mục đích của nó. Nha. Chứ không có sử dụng ngoài cái tình huống cái mục đích của số tiền này. Và tất cả những quý mạnh thường quân khi mà họ biết thì họ rất là buồn.
ở trong này có những cô chú anh chị bán vé số, có người bán bánh cam mà họ cho mình 100 nghìn, 200 nghìn rất là quý nha. Và hiện tại là đây là 80 mấy triệu đồng này. Và Vũ sẽ cùng với em Nhân này bước vào ngân hàng. Anh Vũ sẽ làm cho Ngân một cái sổ tiết kiệm hết toàn bộ số tiền này. Là cái số tiền này để anh Vũ hoàn thành cái nhiệm vụ anh Vũ. Đó là có rất là nhiều những mạnh thường quân ở trong này. Khi mà họ gửi tiền cho anh Vũ thì họ có nói một câu: khi mà cái số tiền đạt đỉnh lên cao á, thì Hoàng Vũ nhớ làm cho em đó một cái sổ tiết kiệm để dành tiền để nuôi con sau này. Anh Vũ cầm tiền trong tay, tiền của Mạnh Thường Quân bên anh Vũ thì anh Vũ toàn quyền quyết định. Đúng không? Anh Vũ sẽ toàn quyền quyết định cái số tiền này. Và anh Vũ sẽ cùng với Cưng, hai anh em mình đi vào ngân hàng, anh Vũ sẽ đưa cái số tiền này hết vào cái sổ tiết kiệm cho Cưng luôn. Còn lại tất cả những số tiền khác, trước đây vài ngày khi em Dân nhận của tất cả những nhà hảo tâm khác thì để dành cái số tiền đó lo trang trải cuộc sống gần đây. Nha. Chắc chắn rằng cái số tiền này lâu lắm mới đụng vào. Rồi bây giờ thì em nói lời nào với Mạnh Thường Quân cũng như là cộng đồng mạng từ trong ngoài nước thêm một lời nữa rồi anh em mình đi ra ngân hàng. Một lần nữa em xin cảm ơn các Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước và anh cô bác cần xa giúp đỡ cho em để có tiền để chữa bệnh. Em cảm ơn rất là nhiều ạ. Thì trước khi kết thúc video, Hoàng Vũ xin chân thành phải nói là một câu trân trọng nhất cảm ơn tất cả những quý Mạnh Thường Quân từ trong và ngoài nước đã yêu mến hai mẹ con em Nhân cũng như là tin tưởng vào Hoàng Vũ để hỗ trợ và giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn. Như ngày hôm nay đặc biệt khi hoàn cảnh của hai mẹ con em Nhân ở đây thì Dũng mong rằng Dũng sẽ luôn đồng hành cùng với tất cả những quý Mạnh Thường Quân trong những video sau cũng như là trong những cái hoàn cảnh khó khăn khác. Và ngày hôm nay Dũng cảm ơn rất là nhiều, Dũng cảm ơn tất cả những cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước luôn luôn lúc nào cũng nhiều sức khỏe và làm ăn lúc nào cũng thành công trong mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Rồi bây giờ hai anh em mình ra ngân hàng nha. Số tiền này anh Vũ nằm trong tay anh Vũ thì chắc chắn anh Vũ sẽ quyền quyết định của nó. Anh Vũ sẽ gửi vào cái sổ tiết kiệm cho em. Cầm cái sổ tiết kiệm đó và để lo cho con sau này. Nha. Ok. Bây giờ mình đi ra ngân hàng nha cả nhà. Thì ra ngân hàng chắc chắn là không có quay được rồi, nhưng mà sau khi ra ngân hàng xong về thì Hoàng Vũ sẽ quay một cái video đó cho cả nhà xem nha. Cả nhà mình biết vì sao Hoàng Vũ nhấn mạnh một câu số tiền này anh Vũ hoàn toàn quyết định. Vì hiện tại Vũ đang đọc được suy nghĩ của em Nhân. Bây giờ ra ngân hàng, Vũ xin mời cả nhà xem video sau nha. Đây là ánh mắt của em Nhân khi nhận được tiền. Có chút gì đó nằm trong cái suy nghĩ và lo lắng của em. Rồi lên đường thôi em gái. Hoàng Vũ cùng với Nhân chính thức ra ngân hàng. Vì số tiền này rất là lớn, em không thể giữ ở trong người. Cái con đường á, thật sự nó rất là khó đi. Trời nắng đó nha. Còn nếu như mà trời mưa á, thì chắc chắn rằng chỉ có đi bộ mà thôi. Từ nhà mà ra tới ngân hàng á, thì chạy khoảng 10 phút là tới. Nhưng mà Hoàng Vũ cố tình chạy cho thật chậm, kéo dài cái thời gian để tâm sự cùng em. Chuyện trên trời dưới biển nè, rồi chuyện thiên văn địa lý nè, rất là nhiều chuyện ở trên đời. Mà khi Hoàng Vũ đặt vào cái vấn đề á, sau nhận được tiền thì lại thấy cái khuôn mặt hiện lên cái điều gì đó lo sợ vậy em? Thì em ấy nói rằng từ trước giờ chưa bao giờ em được cái số tiền lớn như vậy đâu anh Vũ ơi. Em đã bỏ rơi vì gia đình chồng rồi, còn cuộc sống của em hiện tại thật sự em rất là khổ tâm. Em ấy chỉ nói như vậy thôi. Bấy nhiêu đó rồi im lặng một cách thật là buồn. Khi Hoàng Vũ nhìn qua gương chiếu hậu của một cái chiếc xe của mình, chưa có tiền á lại là khác. Mà khi có tiền trong tay rồi á thì mọi chuyện có thể đi xa hơn trong gia đình và tất cả những người thân đó. Bây giờ thì trực tiếp ngồi trong ngân hàng rồi đó. Khi em Nhân bước vào thì hầu như những anh chị nhân viên đều biết. Và có sự may mắn như thế này, một chị gái xinh đẹp trong ngân hàng gửi cho em 500k để hỗ trợ tiền sữa cho con. Và anh chị thì tư vấn rất là nhiệt tình,
khuyên em nên dùng cái số tiền này phải cân nhắc thật kỹ khi sử dụng. Giấy tờ thì cũng đã xong, trên tay thì đang cầm một sổ tiết kiệm, đó cũng là một lá bùa hộ mệnh cho hai mẹ con sau này. Khi trên đường về thì Hoàng Vũ có hỏi em một câu, liệu rằng chồng em có thể quay về hay là không? Vì Vũ nghĩ là người phụ nữ họ rất là siêu lòng và chịu ngọt đó mọi người. Thì em ấy đáp lại rằng, anh Vũ ơi, em lớn rồi, em có thể đủ quyết định cho cuộc đời của em. Còn chồng của em hả anh Vũ? Thì thôi đi, đừng bao giờ xuất hiện hay bước vào cuộc đời của hai mẹ con em nữa. Và hãy để cuộc đời thuận theo tự nhiên. Một người không thích thì trong đó có vạn người yêu thương. Thì cũng đã xong rồi, hai anh em tâm sự chuyện trên trời dưới biển thì cũng đã về tới nhà rồi nè mọi người. Và giờ đây để nghe em Nhân nói gì khi đã làm xong sổ tiết kiệm nhé. Rồi như vậy là Vũ dẫn em Ngân thì ra gửi tiền ngân hàng rồi nha quý vị. Thì con biết nói chuyện chưa? Ừ? Con nhìn chú Dư vậy? Hả? Mắt hai mí rồi mấy chị nghe, này giống cha giống mẹ ta. Giống cha là giống cha khuôn mặt đi nghe con nha, sau này cái nết đừng có giống cha con nha. Nha. Sau này cái nết mà giống cha này nhiều vợ là nha con nha. Gà vô kìa. Ăn bóp. Đúng rồi. Đâu hàng cô. Thì cả nhà ơi, hồi nãy khi mà Vũ công bố cái số tiền cho em Ngân á cả nhà, gọi cho em Nhân á, thì có số tiền là 87.786.000 đồng. Nhưng mà hồi nãy ra ngoài ngân hàng á thì gửi vô cho em là 87 triệu nha, gửi chẳng cái số tiền là 87 triệu, thì đưa là cái số lẻ cho em Nhân là 786.000. Hiện tại là em Nhân vẫn còn giữ là 786.000 lẻ đúng không? Nãy dạ. Mình gửi chẳng là 87 triệu luôn dạ. Đúng không? Dạ. Nhưng mà dù sao á, dù cũng cảm ơn chị gái ngoài ngân hàng ha. Khi mà Nhân bước vào ngân hàng á, thì ai cũng biết hết. Và cũng có một cái chị gái xinh đẹp ở trong ngân hàng á, cũng cho em Nhân 500.000 để mua sữa cho con, để đi khám bệnh rồi đúng không? Dạ. Cảm ơn em gái rất là nhiều. Và hiện tại là trên tay của Hoàng Vũ là đang cầm là một cái sổ tiết kiệm. Ở trong đây á, là có ghi là 87 triệu đồng chẳng nha cả nhà. Đó. Thì này gửi là kỳ hạn là 12 tháng. Ngày sau 12 tháng này là mình ra mình gửi lại. Dạ. Ha. Dạ. Thì qua cái tình thương của cộng đồng mà khi mà dành cho cưng quá nhiều đó, thì cho nên là cưng có sử dụng cái đồng tiền này theo cái cách nào không hay là như thế nào không? Dạ em để sau này để nuôi con của em. Con ha. Dạ. Và mình sử dụng cái đồng tiền cho đúng mục đích. Dạ. Thì hiện tại là cũng đã xong ha, Vũ cũng xong nhiệm vụ rồi. Cũng có rất là nhiều những quý mạnh thường quân á nói với Vũ là làm cho em Nhân ở đây sổ tiết kiệm. Thì giờ bây giờ Vũ cũng đã xong rồi. Đó thì sau khi mà anh kết thúc cái video này á thì nếu mà có dịp nào đi ngang đây thì anh ghé thăm hai mẹ con ha. Dạ. Ôi đầu có bị gì vậy? Nó mấy cái này sinh ra em có chứ. Nó bị nổi về luôn kìa. Không, cái này sinh ra bé nào cũng có hết trơn á, tại nó chưa có rụng á. Ừ. Cái gì vậy? Hả? Này nghe chú dặn này nha. Nghe chú dặn nha. Cái gì? Nghe chú dặn nè. Có giống cha thì giống, khuôn mặt thì giống nghe. Rồi sau này đi rồi quen con này rồi quen con kia rồi bỏ khổ con người ta nha ông nha. Nha. Cũng có rất là nhiều những anh chị trên cộng đồng mạng đó, nếu mà Nhân được cái số tiền á thì chồng liệu có rằng có quay về là không. Rồi em nghĩ sao Nhân? Dạ em cũng không có quay cho quay về đâu. Cái thời gian mà trước đây chưa có tiền thì em đã có ý định gì rồi hay là hôm nay có tiền mới có ý định đó? Dạ trước đây. Đi cho đi luôn. Dạ cho đi luôn.
Chứ nó ở nó cũng làm khổ mẹ con em mà, làm cũng chẳng cho tiền đâu. Rồi từ khi mà anh Vũ đăng video lên tới nay đó, rồi bên chồng mình có ai quan tâm không? Dạ cũng có. Có người bình luận nói này kia có. Không, ý là quan tâm là mình có đến đây để thăm cưng không á? Có ai dòng họ bên chồng có không? Bên dòng họ bên chồng có. Có ha? Dạ. À, chứ không phải là người bên gia đình bên chồng? Dạ không. Thì người, có nghĩa là cái người liên quan dòng họ bên chồng là có lại đây dạ, thăm có, hỏi? Dạ có. Quen không? Rồi khều tay khều chân vô. Ok kìa. Hả? Quen không? Quen không con? Ngày có sữa uống rồi ha. Ngon lành rồi. Ban đêm có khóc đêm đâu? Dạ cũng có mà ít. Thấy thương cả nhà. À, khi anh nhận được rất là nhiều thông tin ở bên chồng á, là cho rằng á, Cưng lên trên mạng xã hội á, khi mà anh Vũ quay đó Cưng nói sai gia đình bên chồng. Không, người ta nói vậy đó. Dạ. Em có nói sai gia đình bên chồng dạ, không? Dạ không. Có em, sao nói vậy là có sao? Có sao nói vậy. Em chứng kiến sao em nói vậy. Ừ. Và tất cả những số tiền này á, là những cái tình thương rất là quý, rất là giá trị của những mạnh thường quân. Dạ. Họ cho mình nha. Đồng tiền mà khi đến tay của Cưng rồi á, những cái đồng tiền này quý mạnh thường quân họ cũng phải đi làm. Dạ. Họ làm vả, họ làm cũng vất vả lắm mới có những cái đồng tiền đó. Dạ. Họ nhịn một cử ăn sáng hay là chích ra vài phần trăm trong tiền lương hay gì đó họ cho mình. Dạ. Nên là mình nên trân trọng cái điều đó nha. Đây giống giống là một cái sổ tiết kiệm này cả nhà. Đây giống như là một cái bùa hộ mệnh cho hai mẹ con đó nha. Phá không? Ừ. Một cái tờ giấy mỏng manh này là 87 triệu nha cả nhà. Này qua 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 chú Ẩm nè. Ở đây. Ở chú Ẩm nha. Cưng quá ta. Ủa, chú Vũ cũng có hai đứa con rồi nha. Vẫn chơi nha. Dạ, cảm ơn mạnh thường quân trong và ngoài nước. Cảm ơn anh Vũ rất là nhiều đã giúp đỡ cho mẹ con em để có tiền trang trải và chữa bệnh. Cảm ơn rất là nhiều. Con cảm ơn luôn đi con. Nè, con nhìn vô máy con cảm ơn luôn đi con. Vậy thì Vũ cũng kết thúc video này tại đây. Vũ cảm ơn rất là nhiều những quý mạnh thường quân từ trong ngoài nước cũng như là quý khán giả luôn luôn lúc nào cũng đem những cái lời yêu thương, những lời động viên đến cho hai mẹ con em Nhân ở đây. Một lời nữa thì Vũ chân thành cảm ơn rất là nhiều. Vũ luôn luôn lúc nào cũng chúc tất cả những quý mạnh thường quân dồi dào sức khỏe và lúc nào cũng thành công trong mọi lĩnh vực của công việc. Và Vũ xin khép lại video cũng như là câu chuyện của em Nhân tại đây. Và Vũ sẽ tiếp tục cuộc hành trình và cũng như là theo dõi trên trang của Hoàng Vũ để tiếp tục đồng hành cùng với những hoàn cảnh khác nha cả nhà. Chào 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 con. Chào con. Bye 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 bye. Bye bye ông bà kìa. Giơ tay giơ tay coi.